Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang địa phương Bắc Trà My phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Huyện ủy Bắc Trà My tuyên dương khen thưởng nhiều cá nhân tập thể nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Trà My khóa 12 thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Bắc Trà My vận động ủng hộ 55 triệu đồng quỹ vì người nghèo. Phóng sự Bắc Trà My xây dựng đời sống văn hóa mới, đồng bào đoàn kết hơn. Bây giờ là những nội dung chính của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Huyện ủy Bắc Trà My đã tổ chức tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Bắc Trà My nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chủ trì tại hội nghị. Trong thời gian qua, việc tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị đã được Huyện ủy Bắc Trà My chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, đảm bảo mục đích, yêu cầu ý nghĩa, tầm quan trọng trong chuyên đề về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình như khối dân vận Đảng ủy xã Trà Giang đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thôn Ba hiến đất và hoa màu trên đất để làm đường giao thông nông thôn. Chi bộ trung tâm y tế huyện đã có nhiều nỗ lực đóng góp phần quan trọng trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho nhân dân trên địa bàn huyện. Các điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh đã biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ đảng viên huyện nhà, nhất là những cá nhân tập thể tại cơ sở đã có những cách làm hay, việc làm sáng tạo trong học tập, nêu gương Bác. Dịp này, Huyện ủy Bắc Trà My đã khen thưởng 7 tập thể 9 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Trà My vừa tổ chức thành công hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ và tuyên dương khen thưởng học sinh đạt thành tích trong các cuộc thi cấp huyện năm học 2021-2022. Tham gia hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ có 12 thí sinh là các em học sinh khối lớp 4, lớp 5, nhà trường dự thi. 12 câu chuyện kể về Bác Hồ kính yêu được các em học sinh kể lại trong niềm xúc động, tự hào về vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, chuyện về giây phút ngạn ngào trước lúc ra đi của Bác, chuyện đôi dép cao su giản dị của người, hay chuyện về tình yêu thương bao la mà Bác Hồ đã dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng đã được các em học sinh trường tiểu học Kim Đồng thể hiện rất ấn tượng. Kết quả, ban tổ chức hội thi đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích cho các em thí sinh xuất sắc tại hội thi. Dịp này, trường tiểu học Kim Đồng còn khen thưởng 15 em học sinh đã có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi cấp huyện năm học 2021-2022. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Trà My đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12. Tại kỳ họp, nhiều nghị quyết quan trọng đã được thông qua. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Trà My đã thảo luận và biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng được trình tại kỳ họp, như nghị quyết bổ sung danh mục vào dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Bắc Trà My, nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C, nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022, nghị quyết thông qua nội dung bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022, nghị quyết về kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2022. Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương cần tập trung thực hiện các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong các giai đoạn tiếp theo.
huyện Bắc Trà My vừa tổ chức lễ phát động đóng góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo năm 2022. Tại lễ phát động, các cá nhân và tập thể trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã tham gia ủng hộ 54.929.000 đồng. Trong năm qua, Quỹ vì người nghèo huyện Bắc Trà My đã vận động tiếp nhận trên 512 triệu đồng. Trong đó, huyện đã vận động các doanh nghiệp, trường học, cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia đóng góp trên 313 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Ban vận động Quỹ vì người nghèo huyện Bắc Trà My cũng đã tiến hành phân bổ xây dựng mới 11 nhà đại đoàn kết, thăm hỗ trợ 65 trường hợp là hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn hoạn nạn với số tiền 475 triệu đồng. Qua đó tạo điều kiện cho người nghèo, hộ khó khăn xây dựng được nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Trà My vừa tổ chức lễ phát động trồng cây xanh. Đây là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Với tinh thần mỗi phụ nữ một cây xanh, phụ nữ vì môi trường, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Trà My đã phát động rộng rãi kế hoạch trồng cây xanh đến 100% các cơ sở hội. Tại đợt ra quân phát động lần này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bắc Trà My đã trồng mới 120 cây cau tại 6 hộ gia đình phụ nữ tại làng Cao Sơn, xã Trà Sơn. Đồng thời, 46 cơ sở hội phụ nữ tại các thôn cũng phát động trồng mới 1.300 cây xanh tại 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ và người dân tại địa phương đối với công tác phát triển rừng và trồng cây xanh, xác định rõ được vai trò của cây xanh đối với sự phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, tuy nhiên Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp trên địa bàn huyện Bắc Trà My đã tích cực, trách nhiệm trong việc triển khai các phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Qua đó, từng bước đã tạo được nếp sống mới trên từng ngôi nhà, từng thôn nóc, từng cơ quan, đơn vị, trường học. Phần cuối chương trình là phóng sự Bắc Trà My xây dựng đời sống văn hóa mới, đồng bào đoàn kết hơn. Năm 2021, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện miền núi Bắc Trà My tiếp tục khẳng định được vai trò quan trọng là nội dung cốt lõi và nhân tố quyết định chất lượng của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo phong trào các xã, thị trấn đã quán triệt, hướng dẫn hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa theo đúng quy định, bổ sung các tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với tình hình của địa phương như vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt các quy định về chiến lược phát triển gia đình, bình đẳng giới, không sinh con thứ ba, bạo lực gia đình, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, bảo vệ trật tự an ninh, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Do đó, chất lượng gia đình văn hóa được nâng lên. Trong năm 2021, có 11.225 hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 9.874 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 88%, 1.351 gia đình không đạt gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 12%. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2021 tăng gần 6% so với năm 2020. Thôn 1 xã Trà Cốt là một trong những thôn văn hóa tiêu biểu của huyện Bắc Trà My trong năm 2021. Toàn thôn có 148 hộ đồng bào Co đang sinh sống. Chi bộ thôn đã đưa các tiêu chí phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa vào nghị quyết hàng tháng. Theo đó, đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân khắc phục khó khăn, áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng con vật nuôi, đưa giống lúa mới vào sản xuất, sang canh, khoai, sắn, bắp và các loại đậu theo từng mùa vụ, gieo xạ đúng lịch thời vụ, diệt chuột đồng loạt, chăm sóc và bón phân hợp lý, thăm canh tăng năng suất nhằm đảm bảo lương thực tại chỗ, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Riêng đồng bào Co ở Trà Cốt đây thì từ cái chỗ mà có đài truyền thanh tuyên truyền đời sống văn hóa, trước hết là nó giảm đi bạo lực gia đình là cái thứ nhất. Còn thứ hai, từ cái chỗ giảm được bạo lực gia đình là dân là họ biết chăm lo cái lao động sản xuất, biết tính toán tiết kiệm từng đồng để phát triển được kinh tế gia đình. Đấy là cái nền tảng, cái đi đầu nhất.
trên con cái học hành là con cái học hành thì từ đứa nào phải lo học tập hết, cũng có ít chi rất chi là ít em bỏ học, nó thật là như vậy. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được thực hiện đảm bảo. Đầu năm 2021, có 92 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Cuối năm, có 87 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề nghị kiểm tra công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Ban chỉ đạo đã tổ chức kiểm tra 18 trên 89 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua kiểm tra, đánh giá, đa số các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt phong trào xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, môi trường cảnh quan tại đơn vị xanh sạch đẹp. Ủy ban dân huyện công nhận 87 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, trong đó có 40 cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 45 đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 2 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021 là 94,5%, tăng 9,5% so với năm 2020. Trong năm 2021 thì cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa vùng Bắc Trà My mình vẫn giữ những cái thành tích là đáng khích lệ, và cũng có một số cái chỉ tiêu được là tăng lên. Thì đối với năm 2022 thì cái giải pháp chủ yếu trước mắt thì chúng ta cũng phải nói là đó là phát huy được cái củng cố và phát huy cái vai trò của ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống từ cơ sở đến huyện, phát huy được cái vai trò của cái ban nhân dân thôn trong cái phát động xây dựng phong trào này ở địa phương. Và cái thứ hai nữa là phải lồng ghép các cái chương trình, các cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và các cái chương trình chính sách lớn của địa phương để vào cái phong trào này, để mình góp phần cho cái việc nâng cao cái nhận thức của người dân trong cái việc phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Để cho cái phong trào được tiếp tục duy trì và phát triển một cách thực chất hơn nữa thì trong thời gian tới chúng ta phải cần phải tập trung tuyên truyền vận động mọi người dân tham gia vào cái phong trào này một cách mạnh mẽ hơn. Trong đó thì trong quá trình tuyên truyền thì cần phải giới thiệu những cái mô hình mà nó mang lại hiệu quả thiết thực ngay trên địa bàn của huyện. Đó là cái mô hình mà người dân giúp nhau để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Rồi những cái mẫu chuyện về giúp nhau, hỗ trợ nhau trong thiên tai, trong khi dịch bệnh xảy ra. Thì những cái mô hình này là một là những cái mô hình mà để chúng ta tập trung tuyên truyền, vận động mọi người dân, người ta nhận thức được cái việc là cấu kết cộng đồng, trang việc là giúp nhau, trang cái cuộc sống. Thì đó là những cái mà mô hình mà thiết thực nhất mà huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh. Trong thời gian đến, huyện Bắc Trà My tiếp tục triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống văn hóa xã hội, kế thừa và phát huy tính cộng đồng trong truyền thống văn hóa Việt Nam, loại bỏ những hủ tục lạc hậu, lỗi thời, xây dựng mối quan hệ giữa con người tốt đẹp hơn. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước được tôn vinh và thực hiện nghiêm minh. Các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật được hạn chế, an ninh quốc phòng trên địa bàn được đảm bảo. Trang địa phương Bắc Trà My phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.